Sáng ngày 1 tháng 2, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch lần thứ 3 năm 2023. Buổi họp báo được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và được trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, các cơ sở trực thuộc Học viện. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo 35 Trung ương chủ trì tại điểm cầu trung tâm. Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát hiện và đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng, hình thành mạng lưới tham gia bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời nâng cao chất lượng của các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh truyền hình, báo điện tử trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là nội dung văn kiện đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết hội nghị Trung ương khóa 13. Các tác phẩm được thực hiện qua các hình thức báo in, điện tử, phát thanh truyền hình, video clip. Hạn chót nộp tác phẩm dự thi vào ngày 31 tháng 7 năm 2023. Ban tổ chức sẽ công bố và trao giải vào tháng 10 năm 2023. Phát động cuộc thi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc thi đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, quan trọng nhất là hai nội dung xây và chống cần được phân tích bằng những luận cứ chắc chắn và thuyết phục. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Tuyên giáo, Ban chỉ đạo 35, các tỉnh ủy, thành ủy quán triệt rõ tinh thần của cuộc thi, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa của cuộc thi trên toàn quốc. Cần dành sự quan tâm cho cuộc thi trên địa bàn mình, chọn lựa những tác phẩm đạt chất lượng gửi về dự thi. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng để tổ chức triển khai đạt hiệu quả.